Chào các bạn trở lại, Khải Toàn chúc các bạn tâm thân an lạc. Một vị doanh nhân chia sẻ, thời gian đâu mà thiền, cơm áo gạo tiền bủa bay, làm sao mà ngồi thiền? Đây là ý niệm của người phiền não, biết thiền là tốt nhưng lại không thiền. Khác nào biết bệnh mà không dùng thuốc. Người mới tập thiền mỗi ngày chỉ cần 10 đến 15 phút, không dành cho mình mỗi ngày 15 phút tắm rửa tâm trí, quả thật bi ai. Thiền giúp ta ăn ngon ngủ ngon, tâm tính bình hòa, giảm đi tính nóng giận, tâm an thì trí sáng. Trong đời sống hàng ngày quá nhiều thứ lo toan, và hàng vạn điều lành thiền đã mang lại. Thiền đã có hàng ngàn năm trước, thời gian sau này khoa học đã thừa nhận sự tuyệt vời của hành thiền. Hãy ngồi xuống hành thiền, tự bạn có câu trả lời thiền để làm gì. Hành thiền không phải thành Phật, hành thiền giúp ta tìm sự an nhiên sâu thẳm trong tiềm thức của mỗi con người. Thiền định giúp thức thứ bảy, thức thứ bảy khi hoạt động, thức thứ bảy là mạt na thức, có vai trò truyền và tống thức giữa sáu thức cơ bản và thức thứ tám, là phương pháp chữa lành tâm trí, khai mở trí huệ. Các bạn có thể xem thêm bài tám thức của con người. Những vị hành thiền lâu năm, thần sắc trên gương mặt tươi tốt, tâm lìa vọng tưởng, trong không vọng, ngoài không chấp tướng. Các bạn nên biết, không nhất thiết phải ngồi xuống tĩnh tọa mới gọi là thiền. Tư thế ngồi thiền, theo dõi hơi thở là một tư thế. Trong đó có rất nhiều phương pháp hành thiền khác nhau. Những vị gia chủ trí thức chia sẻ, mỗi tối sau một ngày làm việc vất vả, mệt mỏi, tìm một nơi yên tĩnh ngồi thư giãn, suy nghĩ lại những việc vừa trải qua trong ngày. Ngồi thư giãn, cảm nhận một việc trải qua trong ngày. Khi ấy, tinh thần và cơ thể thật dễ chịu. Sống với hiện tại, cảm nhận cơ thể và tâm trí mình, tâm không vọng tưởng, không nghĩ ngợi lung tung, là sống trong thiền. Bạn muốn giảm phiền não, muốn thần khí tươi tốt, muốn có vận khí tốt, hãy tự mình tập ngồi thiền, sớm thì vài tháng, chậm thì vài năm. Quả báo của việc hành thiền là tâm an trí sáng. Phần đầu Khải Toàn có đề cập về vị doanh nhân giàu có chia sẻ, thời gian đâu mà ngồi thiền, phải kiếm tiền lo cho gia đạo. Và một vị gia chủ ngoài 40 giàu có chia sẻ, em không thể ngồi thiền, công việc quá nhiều, chỉ cần tu dưỡng tâm tánh tốt là được rồi. Vâng, trên là những ý niệm phiền não. Họ không biết rằng hành thiền là phương thuốc kỳ diệu. Vị doanh nhân kia quả là người đau khổ, thể hiện trên gương mặt và qua cả lời nói. Chắc tướng là dành thời gian hành thiền để làm gì? Bạn có thể nghe vị ấy chia sẻ kinh doanh, nhưng khó lòng tiếp thu vị ấy chia sẻ vị thiền, vì chính vị doanh nhân đó không buông xuống tâm phân biệt để hành thiền. Xung quanh chúng ta có biết bao người giàu có, cả đời vất vả, đến khi qua đời tất cả chỉ là ảo vọng. Chúng ta đầu tắt mặt tối cả đời vì điều gì? Vất vả cả ngày đêm cả đời vì ai? Phải chăng trả những món nợ cho gia đình, trả nợ cho thiên hạ, và mãi đóng vai người đến với thế gian này sống trong phiền não. Đến khi lâm chung, thần thức không thể tỉnh táo, vẫn còn tham luyến vào danh lợi, rồi lại đầu thai vào nơi có cùng tần số, tiếp tục vất vả cả một đời, không thoát khỏi được lục đạo luân hồi. Mãi tham cầu vào danh lợi, tham luyến tình cảm của gia đạo, không có nổi những phút giây an tịnh, dù biết rằng hành thiền là một phương pháp tốt. Hành thiền để làm gì? Hành thiền để sống an lạc. Giả dụ bạn tìm đến một vị bác sĩ giỏi, sau khi thăm khám tìm ra bệnh, vị bác sĩ hỏi: tôi đã tìm ra bệnh, anh có tin tôi không? Anh có cam đoan uống thuốc không? Không những thế, anh phải bỏ xuống bớt công việc, anh tin và uống thuốc này trong vòng một năm sẽ hết bệnh. Vâng, dù bạn có tìm ra bệnh, không chịu dưỡng thân, không chịu uống thuốc thì làm sao khỏi bệnh? Cũng như thế, thiền là một phương pháp, thiền là một liều thuốc. Cần chính bản thân mỗi người ngày ngày hành thiền. Thiền đi, thiền đứng, thiền ngồi, thiền nằm, không quan trọng.
Căn cơ là bạn chịu lìa chấp ngã để chữa bệnh phiền não chính mình. Như vị gia chủ ngoài 40 chia sẻ, chỉ cần tu dưỡng tâm tánh thôi là được. Trong cuộc sống có hàng vạn người nghĩ như thế, nhưng vô cùng ít người có thể làm được, vì chỉ nghĩ nhưng lại không tìm và dụng phương pháp ấy. Tu là gì? Tu cái gì? Dưỡng cái chi? Nhận ra lỗi lầm là giác, chỉnh sửa lỗi lầm là tu hành. Để tu hành hay tu dưỡng tâm tánh, chúng ta cần giáo pháp, cần tinh tấn trì giới. Phật học là giáo pháp, là kiến thức. Hành thiền là thực hành. Việc thực hành này ngày ngày len lỏi trong đời sống, trong tất thảy những việc ta làm, trong cả đối nhân xử thế. Chúng ta cần giáo pháp qua nghe kinh, đọc sách và gặp bậc thiện tri thức, để khi ấy ý thức lưu lại thông tin. Chuyển qua thức thứ 7 là mạt na thức. Nếu nói tự mình tu dưỡng tâm tánh là nói suông, vì không có cơ sở, không có con đường để hướng thượng. Nghe kinh, đọc sách, gặp bậc thiện tri thức, rồi ngày ngày hành thiền, tự dưng tâm an trí sáng, nhận thức sự việc chân như. Giả dụ ngộ ra tất thảy những gì có hình tướng đều là giả tạm, lúc ấy sẽ không chấp tướng vào danh lợi, không tham luyến tình cảm, tìm ra chân tâm của chính mình. Ngược lại, mãi mê đắm vào pháp thế gian, tự biện luận rằng mình phải đầu tắt mặt tối lo cho gia đạo, mình phải đóng vai người phiền não trong chính cuộc đời của mình. Thiền đơn giản là phương pháp trị cái tâm vọng tưởng. Cái tâm nghĩ tưởng rằng mình phải thế này, mình phải thế kia. Đến khi vô thường gõ cửa thì chuyển tâm không kịp. Dù thiền đơn giản, thiền theo dõi hơi thở, thiền quán, thiền chỉ, thiền tứ niệm xứ, bất luận phương pháp hành thiền nào đều có thể cho bạn sự thanh tịnh. Khi tu tập đến một giai đoạn nhất định, tự dưng bạn sẽ có công phu, ví như mỗi ngày bạn tập thể thao. Hãy tưởng tượng tâm trí của ta như một tách trà. Để vài giờ sau, cạn sẽ lắng xuống, bên trên sẽ trong lên. Toàn ly trà trong veo không lay động. Đó ví như tâm trí của ta trong lúc hành thiền. Những vọng niệm sẽ lắng xuống, sự sáng suốt hiện lên trên, thấy rõ cuộc đời là ảo vọng. Tất thảy là những vở kịch. Tâm tánh trở nên hiền hòa bớt nóng nảy. Đời người vốn là sân khấu kịch, có vai nào là thật? Giả dụ bạn xem tivi, người ta là diễn viên, bạn thấy bạn vẫn khóc, bạn vẫn cười. Trên mạng xã hội đầy chuyện thị phi, bạn vẫn tức giận, vẫn vui cười. Thật tình tâm trí quá dễ dàng bị lôi lên sàn diễn. Khi xem tivi, mỗi một cảnh có 24 khung hình, thế tại sao mắt ta chỉ thấy mỗi một hình ảnh? Cái thấy bằng mắt, cái nghe bằng tai rất hữu hạn, chẳng có gì là thật cả. Chúng ta mãi bị sáu thức mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý nó lừa dối. Nếu không tìm phương pháp giúp tâm an tĩnh, chẳng thể nào dùng thức thứ 7. Cái duy thức này nó là tư duy, điều phục sàng lọc những tập khí trước kia. Thiền để làm gì? Để tâm bình khí hòa, tâm an thì lý đắc, sắc diện tươi vui. Khi tâm trạng rất kém, dễ nóng giận, nhiều lo âu, lại không dành cho mình mỗi ngày tầm 15 phút hành thiền, khác nào ngược đãi với tâm trí chính mình. Sắc diện lo âu, phiền não nóng nảy, lời nói hành động ánh mắt tạo ra từ trường đều là tiêu cực. Năng lượng nơi bạn sinh sống làm sao có phong thủy tốt. Tâm tánh con người chính là từ trường mạnh nhất, để chuyển hóa ngôi nhà sinh sống thành phước hay họa. Bạn hãy tưởng tượng và nhìn những người đang ngồi hành thiền. Đó là hình ảnh, hình tướng tự tại, một hình ảnh thanh tịnh. Dù người ấy lớn hay bé, già hay trẻ, với dáng ngồi thiền thật an tĩnh và bình yên. Bạn hãy nhìn những bậc tu hành. Thiền định và trí huệ giúp những vị ấy có nguồn năng lượng vô tận, gương mặt thanh thoát từ bi. Giả dụ thầy Thích Nhất Hạnh, thầy Tịnh Không, thầy Pháp Hòa hay là thầy Minh Niệm, gương mặt vị nào cũng tràn đầy năng lượng và từ bi. Bạn có thể đến với những lớp tập thiền.
tại không gian này tích tụ bao năng lượng lành. Những thiền giả thiền sinh nơi này ít nhiều tích lũy cho mình công phu thiền định. Không bàn về xấu đẹp theo chuẩn thế gian, trên gương mặt của họ, những người hành thiền lâu năm có sự hiền hòa, đó chính là tâm thiện tướng chuyển. Thiền đi, thiền đứng, thiền nằm, thiền ngồi đều là thiền. Tuy nhiên, hành động tĩnh tọa, ngồi thiền giúp ta dễ tâm được an tĩnh. Thiền giúp ta sống trọn vẹn với giây phút hiện tại. Hành thiền mang lại nhiều ánh sáng, thanh thản mà niềm tin lại gia tăng. Phương pháp hành thiền Khải Toàn chia sẻ vô cùng đơn giản, đa phần ai cũng có thể tập. Chỉ cần mỗi ngày 10 đến 20 phút, sau một thời gian thần sắc trên gương mặt thay đổi hẳn so với xưa kia. Hãy thử nhìn vào gương, quay video lại gương mặt của chính mình vào mỗi sáng và mỗi tối rồi tập ngồi thiền. 3, 4 hay 6 tháng sau quay lại video so sánh gương mặt này, vẫn chính gương mặt ấy nhưng sắc thái đã khác xưa. Phương pháp hành thiền Khải Toàn chia sẻ theo dõi hơi thở hoặc là phương pháp đếm, ai ai cũng có thể làm theo cả. Các bạn tìm thêm chi tiết trên website hoặc kênh YouTube sẽ rõ. Mỗi ngày buổi nào cũng được, thuận tiện là được. Ăn mặc thoải mái, quần không nên quá chật, không gian yên tĩnh vừa phải. Không mở nhạc hoặc mở nhạc thiền đều được. Ngồi xuống tĩnh tọa, mắt nhắm, tay đặt lên nhau. Việc đầu tiên ta cứ theo dõi hơi thở của mình. Hít vào biết mình hít vào, thở ra biết mình thở ra, cứ chậm rãi như thế. Những ai thời gian đầu tập đều dễ bị phóng tâm, tâm nghĩ ngợi lung tung, tâm bị lôi kéo. Ta phải tìm một đối tượng nào để trụ vào. Các bạn có thể đếm hoặc có thể niệm Phật. Ví dụ, hít vào đếm 1, thở ra đếm 2, hít vào đếm 1, thở ra đếm 2. Hoặc là hít vào A Di, thở ra Đà Phật, hít vào A Di, thở ra Đà Phật. Tâm của ta sẽ trụ vào nhịp đếm hay là câu niệm Phật. Lưu ý khi ngồi, lưng nên thẳng vừa phải, hít thở tự nhiên, không nên cố quá. Trước buổi thiền nên massage hai chân nhằm giảm tê chân. Cuối buổi thiền nên hít thở vài hơi thật sâu là để xả thiền. Sau khi hít thở vài hơi thật sâu, hãy lấy hai tay chà nhẹ lên mặt, làm cho gương mặt giãn nở. Hãy nghĩ về một điều vui vẻ, một điều tuyệt vời trước khi mở mắt ra. Mỗi ngày chỉ cần 10 đến 20 phút, bạn có thể chia đều sáng, trưa, chiều, tối không quan trọng. Có thể sáng 5 phút, chiều 5 phút vẫn được. Sau một thời gian, bạn sẽ thấy sắc diện của mình thay đổi rõ rệt. Tâm bình khí hòa, giảm đi nóng nảy. Lòng từ bi, lòng trắc ẩn bên trong tự nhiên được giải tỏa. Nhìn ai cũng thấy là Phật tánh. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.